số so, phụ kiện PC Tú Anh xin chào đến tất cả anh em và các bác đam mê nhé. Thì ở đây là video đầu tiên của năm mới 2023 được đăng tải trên kênh để phục vụ anh em. Thì ở đầu video một năm mới thì em cũng xin kính chúc đến tất cả anh em một năm mới gọi là an khang thịnh vượng, làm ăn gặp nhiều may mắn, có sức khỏe dồi dào để theo đuổi cái niềm đam mê săn bắn của anh em. Thì ở đầu video đầu tiên nên là em cũng sẽ bán giảm giá, bán chiên cho anh em rất nhiều ở cái thời điểm này anh em nào mà mua ở cái tháng đầu năm này thì anh em sẽ bán giảm giá này bán tri ân kèm theo những phần quà hấp dẫn để phục vụ anh em các bác nhé ngày hôm nay thì sẽ lên giới thiệu đến cho anh em những mẫu pc condo để anh em có thể tham khảo và lựa chọn thế anh em nào mà đang tìm hiểu về mẫu condo này thì có thể là theo dõi hết video của em ngày hôm nay có anh em nào mà muốn tìm hiểu thêm về những dòng FX này hoặc là condo tầm cao hơn thì có thể theo dõi ngày mai ngày kia, một vài video nữa em sẽ đăng tải để phục vụ anh em. Đấy thì ngày hôm nay em sẽ làm một cái video giới thiệu về những mẫu sản phẩm uh, cấu hình tầm trung, tầm khá, tầm rẻ để phục vụ những anh em sinh viên. Trước, các bạn nhé, đấy. thì à, đây là những mẫu mà em muốn giới thiệu đến cho anh em để anh em có thể là tham khảo lựa chọn từ mẫu X 1 cho tới mẫu X 4 thì anh em xem video muốn uh, mua mẫu nào hoặc là muốn lắp ráp cho mình những sản phẩm như thế nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên em qua số điện thoại em để trên biển kia 0977953382 anh em nhé. anh em nào mà ngại không muốn uh, gọi điện trực tiếp thì có thể là nhắn tin kết bạn zalo. Thì ở số này thì có Zalo và Telegram để anh em có thể là nhắn tin đấy anh em nào mà à, không muốn gọi điện thì muốn tư vấn thêm về hệ cấu hình mẫu mã sản phẩm Thì có thể là nhắn tin, bên em sẽ nhắn tin để phục vụ cho anh em các bạn nhé đấy. Thì năm mới thì à, có rất nhiều phần quà để chiên cho anh em Thì à, bắt đầu lại à, à, kiếm à, những cái nhân bánh trưng để cho năm tới 2024 các bác nhé Nên là anh em nào có nhu cầu muốn mua thì cứ ủng hộ bên em Đấy về mặt hàng sản phẩm thì anh em mà đặt hàng thì bên em vẫn nhận qua hình thức đó là lắp ráp căn chỉnh gửi xe nguyên cây về cho anh em chỉ việc chơi. Gửi xe này thì em sẽ nói luôn là hiện tại là em gửi xe từ Bắc Trung Nam, đấy 63 tỉnh thành cho anh em. Anh em ở tỉnh nào thì em cũng gửi được hết các nhá. Đấy. Thì anh em yên tâm. Chỉ cần hỗ trợ một vài trăm nghìn thì cứ xe là ok. Cái tiền hỗ trợ này thì em cũng nói luôn là anh em ở miền Bắc thì hỗ trợ là 300, có anh em ở miền Nam thì hỗ trợ giúp em là 500 ngàn Đấy, chỗ nào mà xa xôi hơn thì nhà xe nó sẽ xin thêm 1, 200, 100, 250 chục như nào đấy thì anh em thông cảm nhé Đấy gửi xe này thì được cái là nó an toàn tuyệt đối cho anh em anh em nhận hàng về phát là chỉ việc chơi thôi còn về lắp ráp với căn chỉnh cái thì bên em sẽ đã lắp ráp test chuẩn chỉ cho anh em rồi đấy nên anh em yên tâm nhé thì à, tất cả những sản phẩm ngày hôm nay đấy ở trong tháng riêng này khi mà anh em mua hàng thì ở bên shop sẽ tặng kèm cho anh em đó là một kg kẹo trì và kèm theo đấy là cho anh em là một cái laser đầu đạn để anh em về chơi nhá chỉ là tặng ở trong tháng riêng này nhá anh em mua sang tháng 2 đấy thì nó sẽ không được tặng laser chỉ đặt được tặng đó là kg kẹo trì các bạn nhá đây là anh em làm mà muốn mua thì có thể mua thời điểm này thì nó sẽ rẻ hơn anh em nào không lấy laser thì có thể trừ tiền đi các không nhá đây là về cách thức giao dịch và gửi hàng cho anh em Còn về chế độ bảo hành thì em cũng nói rất nhiều ở năm 2022 rồi Thì sang năm 2023 này em sẽ cải tiến về chế độ bảo hành cho anh em hơn Về bảo hành thì tất cả những mặt hàng em mua thì vẫn được lỗi một đổi một. Về cái kính, cái cành thì bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng Đấy, về kính chống nhảy tâm thì có thể là bảo hành cho anh em trong 1 năm Còn cái cành thì bảo hành cho anh em trong một độ trụ 6 tháng nhá. Đấy, về nghĩa là khi trong anh quá trình anh em chơi trong vòng 6 tháng mà không trụ thì có thể liên hệ lại shop để đổi lại. Vì uh, trong vòng 6 tháng mà cành nó chưa han gì thì em có vẫn có thể liên lạc lại em đổi cho nhà sản xuất các bạn nhé Đấy lên anh em yên tâm. Còn nào uh, quay lại với sản phẩm ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến cho anh em. Thì ở đây là những mẫu uh, PC Condo giá rẻ, giá tầm trung. Đấy anh em nào muốn nâng cấp cấu hình hay hạ thấp cấu hình nào thì báo shop nhá. Thì uh, đầu tiên em sẽ giới thiệu về mẫu X1 trước. Mẫu X1 này thì là một khẩu uh, PC Condo Z tan Đấy phù hợp cho anh em nào muốn đi rừng để săn bắn này. Thì mẫu này hiện tại em đang bán với giá 5 triệu 500 ngàn 5 triệu 500 Đấy em sẽ được một cấu hình đó là Bình nhôm 0.35 đế bằng này Van Z cờ kết bản chuẩn công ty Đấy hàng hu chuẩn chỉ uh, xịn sò cho anh em Combo khung cò ruột tay cầm gỗ Khung là khung vuông Tay cầm gỗ sạc cừ sơn đen Tay này tay gỗ em nhá à, không phải tay nhựa đâu uh, Giảng Giảm âm sumo định tâm liền khối Cành thì hiện tại em đang lắp ở đây là cành TK Hồng Kông Kính ngắm dòng kính ngắm Discovery hàng VTG 3 12 42 OAC. Cái này thì có đèn hồng tâm cho anh em bán ngày đêm, cực kỳ sắc nét luôn. Đấy. Hoàn thiện một mẫu như X1 này là 5 triệu 500 000 các bác nhá. Tiếp đến là mẫu X2 thì là nó sẽ cải tiến hơn đó là khẩu Condo Z thẳng dài thì giá tiền cấu hình của nó thì vẫn như vậy. Thì vẫn là 5 triệu 500 Nhưng mà đổi lại nó là khẩu cấu hình condo Z dài không nhá Đấy condo Z dài là 5 triệu 500 này à, Bình nhôm đít bằng này Van Z này à, Combo khung dài Cành 20 inch Giảm âm sumo Talon thì sử dụng cành 14 inch Còn thẳng dài thì nó sẽ sử dụng là cành 20 inch thôi nhá Đấy anh em nên tham khảo thật kỹ đi Mẫu X3 thì cũng là condo Z thẳng dài Cũng là 5 triệu 500 các bạn nhá Đấy còn mẫu X4 này Mẫu X4 này thì khẩu Condo đô Mẫu này thì hiện tại em đang bán với giá là 4 triệu 700 ngàn vẫn tặng kèm đó là một kem kẹo trì và một cái laser để cho anh em về chơi bác là mà muốn đi rừng ngắn gọn thì sử dụng talon như thế này còn nếu mà đi đồng bằng muốn em xa hơn một tí thì có thể là sử dụng cây thẳng dài mẫu x4 này thì em vẫn bao cho anh em ở cự ly là 60m là ăn chim sẻ các bạn nhá, anh em mình dùng là những con chim sẻ chim chấm màu ấy, đấy cứ 60 m thì ăn những con chim như vậy các bạn nhá. Mẫu X4, có anh em nào muốn bem xa hơn thì sử dụng cơ, cấu hình là cảnh sử dụng nắp cảnh 20 inch. Còn hiện tại mẫu X4 đây là đang nắp cảnh 14 inch các bạn nhá. Đấy, combo khung uh, tròn talon này, cảnh 14 inch này, cảnh TK này, giảm âm bút leo, kính ngắm Nikko Verdi VTZ, uh, van cờ đích kết, bình nhôm đít bằng là 4 triệu 700 ngàn. Đấy, anh em nào không lấy laser thì trừ đi giúp em 200 ngàn là ok, còn là 4 triệu 500 Đấy, miền Bắc thì hỗ trợ là 300 000 thì tiền cước xe, còn miền Nam là hỗ trợ 500 000 ngàn Lưu ý là cái số tiền hỗ trợ cước xe thì anh em là cọc luôn tiền trách nhiệm. Còn đâu số tiền của lại nhận hàng thanh toán qua nhà xe. Đấy. Anh em cọc trước cái tiền trách nhiệm nhận hàng thì để tránh tình trạng anh em bom hàng. Nhiều anh em là gọi điện đến thì nói thật là rất chinh muốn mua rồi nhưng mà cứ bảo cọc 300 hoặc 500 cái thì quay ra lại bảo lừa đảo này kia đầu xuân năm mới thì cũng không muốn nói nhiều đâu. anh em nào mà thiện chí mua thì có thể liên hệ cho em. có anh em nào mà chưa thiện chí thì nên tìm hiểu thật kỹ đi nhá, trước khi mua bán các bạn nhé. đấy. Thì video ngắn ngày hôm nay đầu xuân năm mới thì em cũng xin phép anh em và các bác kết thúc đây. xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.